mà trỗi dậy người sói sầm chuồng tên hề sát nhân rơi quỷ khổng lồ âm hồn giận dữ rắn chuông khổng lồ kẻ đeo mặt nạ sát nhân máy cưa là một trong những lựa chọn để hóa kiếp cho đám bạn trẻ này biến họ thành tế phẩm để hiến cho thần linh đổi lấy sự an toàn của loài người the cabin in the wood ông này là hadley đây là đồng nghiệp sitterson cả hai là người điều hành chương trình hiến tế đây là dana dạng sinh viên nữ 4.0 ngủ với thầy giáo và chấp nhận chia tay qua email nhưng vẫn ngoan đây là Julius, sinh viên y năng động và có bạn trai là thần sấm vô học trong MCU. Nhưng trong phim này thì tên là Kurt, một thằng mọt sách sáu mối nghe có thật hơn cả thần sấm. Thế mà phim có tận hai ông, người còn lại chính là Holden. Và cuối cùng trong một nhóm người Mỹ sẽ phải có một thằng hất cùn. Đây là Marty, cùng với cái bong biến hình ly cà phê. Đám này là bọn bị hiến tế, nhưng tất nhiên là họ không biết. Chỉ nghĩ sắp được đi chơi cuối tuần, ở nơi khỉ ho có gái không bắt được cả mạng. Đây cũng là lúc Hartley và Sitterson bắt đầu làm việc vào trong phòng điều khiển và chuẩn bị cho mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch quay lại với chuyến đi đám bạn tìm mãi mới thấy một trạm xăng cũ kỹ với tay chủ giống chiến binh từ hành tinh khỉ về hưu mồm thì nhổ như các cụ nhai trầu ông ta chấp nhận bán xăng cùng với chỉ đường cho cả lũ nhưng lại nói Julius là loại lấy lỗ làm lãi làm cho không khí trở nên căng thẳng cơ mà nhóm bạn cũng đã đạt được mục đích nên rời đi đi vào một cái hầm để vòng quay eo núi không ai biết có một con đại bàng bay qua đó và đâm đầu vào một màn chắn vô hình chiếc xe đi thêm một lúc là đến một căn nhà gỗ giữa rừng trông bên ngoài thì bé tí nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi Lại còn đủ cho mỗi người một phòng ngủ riêng Cái mà Holden chọn thì có một bức tranh kỳ lạ Vẽ cảnh đại gia đình đổ sát đám dê Anh liền muốn gỡ nó xuống Ai ngờ đằng sau có một gương một chiều thông sang phòng Dana Nghĩa là chỉ có anh nhìn thấy cô Đúng lúc đấy thì Dana thay đồ đi bơi Thế là Holden đưa ra quyết định ngược lại với anh em viewer Đây là khai ra chuyện cái hương cho mọi người Giờ đề nghị đổi phòng với Dana Kiểu đàn ông này nghe nói là chết hết rồi nên mới gọi là tử tế. Mỗi tội toàn bộ hoạt động của nhóm đều bị theo dõi bởi Hartley và Sisterson thậm chí 5 người còn bị đánh thuốc để bị đần đi và Julius còn bị thêm liều thuốc cúc dịch. Đúng lúc này tên ở trạm xăng gọi điện đến, hóa ra là cùng một bọn cả. Hắn cảnh báo về việc thằng đần sẽ làm loạn lời cầu khẩn và đách ai thèm quan tâm cả. Ngay sau đó văn phòng bắt đầu cược xem lần hiến tế này quái vật nào sẽ lên sàn. Điều này thì không có trong kế hoạch mà do chính tế phẩm lựa chọn ngẫu nhiên. Quay lại với ngôi nhà trong rừng, năm người vẫn không biết gì mà ăn chơi bia bú, giờ chơi thật thay thách. Thế nên Julius mới có quả đá lưỡi với đầu sói trên tường. Đến lượt Dana nhận thử thách, thì cửa hầm dưới sàn bỗng dưng bật lên. Thế là cô bị thách đi xuống dưới Dana cầm chiếc đèn pin le lói khám phá tầng hầm Rồi bị một bức ảnh dọa đến hét lên Thế là cả đám trèo xuống cùng Căn hầm chứa đầy những đồ vật linh tinh Marty thắp cái đèn dầu trông sáng hơn hẳn cái đèn pin ban nãy Nhưng đủ để thấy một đống đồ linh tinh ở dưới Mỗi người tự dưng bị một đồ vật hút hồn Đấy chính là lúc chọn ra quái vật cho lễ hiến tế Kiểu đứa nào khởi động đồ chơi trước thì con quỷ tương ứng sẽ được chọn Kết quả là Dana đã đọc lên một cuốn nhật ký Mặc cho Marty ngăn cản Cô vừa dứt lời Thì ngoài khu rừng có một đám zombie trỗi dậy giặt dẹo đi về phía căn nhà. Đấy cũng là lúc chốt kết quả sổ số, số, của những người trong văn phòng. Citizen khó chịu thấy rõ, bởi vì người cá anh muốn thấy chẳng bao giờ được chọn. Nhưng ít nhất lũ zombie cũng tự biết về nhà, đỡ cho đội dọn dẹp. Sau lúc đấy ở Nhật Bản thì chương trình cũng đang được thực hiện. Với tiêu điểm tướng là chị ma rũ rượi cùng các bé thiếu nhi. Buổi tối thú vị trong căn nhà vẫn tiếp tục, mà Julius đã ngấm thuốc, bắt đầu uốn éo khắp nhà. Thế là Kurt mới kéo ra ngoài để đu đẩy trong rừng. Hành động đó khiến cho Marty cảm thấy có vấn đề, nên tìm Dana để nói chuyện. Cơ mà tất cả đều đang ngấm thuốc gây đần của tổ chức Thì giờ cũng chỉ nghĩ được cả lũ say hay là đang phê Cặp đôi cớt thì cũng đã vào rừng Trong sự mong chờ của toàn thể anh em văn phòng Cơ mà bị Holden đuổi đi hết Chờ đến lúc cả hai biến phim thành 18 cộng Thì đám zombie xuất hiện Làm một nhát đâm vào vai cớt Rồi một tên khác cầm bẫy thú hạ gục cớt Rồi quăng bẫy ghim vào người Julius Lôi cô đi như một con chó rách Một tên zombie giữ chân cớt Một tên vác quả cưa cùn Và dùng nó mài dần vào cổ của Julius Chứng kiến cái chết của cô gái Holden bắt đầu cầu nguyện Và kéo một chiếc cần gạt một dòng máu trào ra dọc theo những chiếc rãnh. Trong lúc đấy, Marty vẫn ám ảnh với sự kỳ lạ của mọi người nên chọn ra ngoài đi dạo. Lũ zombie cũng dần tiếp cận căn nhà. Kurt đột nhiên xuất hiện, hạ gục một con zombie nhỏ và kéo Marty vào nhà. Kurt giải thích nhanh cho mọi người. Dana thì không tin muốn ra ngoài cứu bạn, ai ngờ tên zombie to nhất đứng ngoài cửa, quẳng vào chiếc đầu của Julius. Kurt lập tức đóng sập cửa lại và yêu cầu mọi người cùng nhau đi đóng hết cửa lại. Nhưng mà văn phòng thì cũng không thích ý tưởng đó nên họ nhả ra một làn khói, khiến Kurt đổi ngay ý tách mỗi người một phòng để đóng cửa nhanh hơn. Thế là mỗi người bị nhốt riêng vào một phòng. Marty trong lúc vội vàng đóng cửa đã phát hiện ra camera bị giấu. Phía văn phòng định dùng thuốc mê, nhưng có một con zombie đang đi về hướng đó nên thôi. Marty lúc này đang bận sốc, nhưng cậu chỉ nghĩ đang tham gia game sâu thực tế nên khi bị zombie túm lấy, cậu dũng cảm dùng cái bong bong cái đầu zombie, nhưng mà nó bất tử. Thế là Marty bị kéo chân vào trong rừng. Cái cần gạt thứ hai liền bị kéo, dòng máu lại được đổ dọc theo rãnh thành hình một kẻ đang nhảy múa. Một cơn động đất xuất hiện, mà Holden bảo đó là các vị thần đang phấn khích ngay lúc đó một con zombie cũng muốn tấn công Dana, may có cái tủ chặn lại. Holden ở phòng bên liền đập vỡ cái gương một chiều cứu Dana, rồi dùng giường chặn lỗ hổng lại, làm lộ ra một đường hầm dưới sàn. Dana liền lấy cái đèn bàn làm nguồn sáng để đi xuống. Holden thì hét bảo cướp xuống hầm gặp nhau. Cái hầm trong phòng ngủ không phải cái chứa đồ vật triệu hồi, mà là nơi hành hạ của chủ cũ căn nhà, chính là lũ zombie ngoài kia. Đúng lúc đó tên cầm bẫy thú tóm được Holden, Dana liều mạng kéo cậu bạn lại, rồi dùng xà beng đâm xuyên đầu zombie. Thế vẫn chưa chết Dana liền dùng dao xiên như thể nó vừa cắm sừng cô Chả biết chết chưa Nhưng cũng đủ để khiến nó bất động Cớt lúc này cũng tìm được họ Dẫn đường chạy ra ngoài Vừa đi vừa thông báo cái chết của Marty Ba người chạy ngay ra xe Không hề để ý vệt máu hình bàn tay trên cửa Cập nhật một chút về chương trình ở Nhật Bản Chị Ma rũ rượi đã bị đám trẻ con phong ấn vào trong con ếch Nghe là biết đám Nhật Bản này đang cố tình đẩy áp lực lên Mỹ phải thành công Mà đám bạn thì đang đi về phía hầm để chạy thoát Ai ngờ rằng hầm chưa bị đánh sập Chúng mà thoát được là Mỹ sẽ thất bại đúng lúc bộ phận thuốc nổ gặp vấn đề holden đành tự chạy đến đó chui vào đống dây dợ để kích hoạt thuốc nổ đánh sập hầm trước khi chiếc xe thoát khỏi đó ba người bạn chìm trong sự bất lực con đường thoát ra ngoài cách đó một cái vực nhưng kurt không chịu thua lôi con xe mô tô mang theo dự định nhảy sang bên kia bờ kurt đầy tự tin vào bản thân dặn dò các bạn chờ tiếp viện tới sau đấy thần sấm lấy đà thật xa nhảy khỏi vách núi như ma tốc độ giờ đâm sầm vào màn chắn năng lượng rớt luôn xuống vực như natasha dana lúc này mới nhớ đến nghi ngờ của Marty dù sao thì cần gạt của Kurt cũng đã bị gạt Máu của anh được đưa vào hình vận động viên Holden lúc này đã trở thành nam chính Nên đưa ra quyết định cứ lái xe loanh quanh để tìm chỗ mua áo của chuồng cuối Thế thì có phải chết cũng tội nguyện Nhưng chưa kịp thì đã bị một con dao sọc xuyên cổ Thủ phạm là con zombie lẻn lên xe từ lúc đầu Chiếc xe mất lái lao thẳng xuống hồ nước Dana cố gắng thoát ra khỏi xe May là con zombie dưới nước càng lù đù Nên cô cũng bơi lên được Lúc này thì anh em trong văn phòng cũng bắt đầu ăn mừng Kế hoạch đã hoàn thành Thật ra kế hoạch là làm thế nào cho Dana tèo cuối là được Tại sao thì tí giải thích sau Dana bơi được vào bờ Nhưng cái khổ thì không buông tha cho cô Tên zombie bẫy thú tìm đến trả thù Thế là trong khi Dana bị hành hạ Hội anh em văn phòng mở tiệc ăn mừng chiến thắng Nhưng chiếc điện thoại khẩn vang lên Giám đốc thông báo có một kẻ chưa chết Đấy chính là sức mạnh của cái bong trong tay Marty Cậu dẫn Dana chui vào hầm mộ Bên trong còn một đống bầy nhầy mà Marty xử lý con zombie còn sót lại cái tay Quan trọng là một cái thang máy ở bên dưới Marty chỉnh đốn dây điện Làm cho nó hoạt động trở lại Nhưng đấy không phải là thang máy đó là chiếc hộp mà nhà zombie bị giam giữ bên trong giống như vô vàn con quái vật bị nhốt ở đây chờ đợi món đồ của chúng được chọn trong lúc đấy hartley và sisterson đang dối bời cố gắng tìm ra cái hộp mà dana đang trốn rồi cử nhân viên an ninh đến cơ mà tay con zombie nắm chân anh bảo vệ marty nhân cơ hội hạ gục hắn lấy khẩu súng và con dao trên người nhưng quân đội đang tiến đến và bao vây họ cả hai đành phải trốn vào phòng bảo vệ đối diện với làn đạn không lối thoát dana quyết định thả hết đám quái vật ra và một cuộc tàn sát bắt đầu cơ bản thì tổ chức tạo ra bọn quái vật này nhưng không tìm cách điều khiển chúng nên nhân viên bị tàn sát tứ tung. Dana và Marty nhân hỗn loạn mà chạy trốn chui vào một cái lỗ trên tường do quái vật đục ra. Lúc này thì phòng điều khiển đã bị xâm nhập. Harley cố gắng mở nắp hầm trốn xuống dưới, còn sitterson được chính con người cá mong ước xé xác. Harley trốn được xuống dưới hầm. Thế quái nào lại gặp đúng Dana ở ngã rẽ và ăn ngay một dao giữa ngực. Ông chỉ kịp xin Dana hãy giết Marty đi rồi Tommy tèo. Marty không nghĩ ngợi gì cả, liền đưa khẩu súng cho Dana phòng thân. Cả hai tiếp tục chạy dọc hành lang để đến một căn phòng trong đó chứa những bức hình hiến tế. Một bà tự nhận là giám đốc xuất hiện Giải thích nghi lễ hiến tế cần một con đĩ Jules Một vận động viên Kurt Một học giả Holden Một thằng ngu Matty Và người cuối cùng được hiến tế là trinh nữ Dana Mặc dù là Jules bị tẩm thuốc kích dục Matty không hề ngu Và trinh nữ Dana đã ngủ với giáo viên Nhưng thôi Đại khái thế là được Nếu không hiến tế trước bình minh thì các vị thần sẽ tức giận Trỗi dậy và đòi quyền thống trị thế giới Thế nên để bảo vệ nền hòa bình thế giới Matty phải chết trước Dana Tư tưởng cứu thế xuất hiện trong đầu cô gái và Dana chĩa súng vào thằng bạn nhưng một con người sói bất ngờ tấn công cô bà giám đốc thì lao vào Marty cơ mà cậu giành lại được khẩu súng rồi đuổi con sói đi cứu Dana một lần nữa bà giám đốc lại lao vào cậu trai trẻ trong lúc giằng co thì nhân tố bí ẩn xuất hiện con zombie con bổ cái con vào đầu bà giám đốc Marty bồi một cú đá đít đẩy bà ta rơi xuống vực sau đấy cậu đi tới ngồi cùng Dana lúc này thì cả hai đái và cái gọi là cứu thế giới cùng nhau hút vội hơi đớ chờ đợi bình minh và thời khắc đã đến một bàn tay khổng lồ trồi lên từ lòng đất và hết phim tôi còn quại xin chào và hẹn gặp lại